Chào cả nhà nha. Chào nhà đến cho mình nha. Hôm nay em làm cái video này chủ yếu là bán giống thôi nè chị ơi. Tại nói tóm lại là giờ cũng phải mưu sinh chút xíu ha anh chị. Thì em sẽ lên những cái đơn tròn như sau ha anh chị. Thứ nhất á là một con tròn hậu bị tầm 2,7 cho đến 3 kg anh chị, giống cam gặt nha, cha mẹ cam gần hết nên nó hùng dữ lắm. Mặt đen hu nè anh chị thấy không đó, mặt đen hu nè thấy không, cha mẹ gần thấy không đó, đó nó hùng dữ dữ lắm. Cái nha, 2,7 lông sáng nhìn tướng tá em lắm anh chị. Thì con này em bán là 12 triệu nha anh chị. Hậu bị nó cái là nó hung dữ thôi chứ nó không có chê cái gì chứ, nó đen thui lên vậy không, gừng gặt luôn á. Nó F1 á, nghĩa là cha mẹ nó gừng, nó bá đâu chứ cả 3 ký mấy, 3 ký cũng chừng nữa, tại em không có cân đó. Thì một con cái đước, cái đước này thì bữa hổm em có thả được qua mà không biết nó có nhảy không, có lên giống một lần rồi. Thì em bán luôn cái combo này, nếu mà anh nào ấy thì em bán hai con này luôn là 27 triệu ha. Đây là hậu bị anh chị, 27 triệu. Thì anh em tới Bắc thì tới nhà em Bắc thì cà phê pháo em lọc lá cho anh em 26 triệu ha. Và với em đây có em còn một cặp Barbie nha, còn một được một cái nè anh chị. Thì em bán giá là 10 triệu một cặp nha, giấy tờ đầy đủ, tròn ăn uống khỏe mạnh hết trơn, là ăn cá với chuối nè vậy đó. Còn những không ta đó rồi, mấy con này em bán hết rồi, tóm lại là em cũng bán cho mấy anh chị hết trơn nè. Được cái này đây bán hết luôn rồi đó. Thì em có cái đơn như vậy đó anh chị, thì ai hợp nhãn muốn mua về làm giống hay là muốn rút ngắn thời gian thì mua hai em hậu bị đi ha. Này em bán là em bán hai con mua chứ không có bán lẻ nha anh chị, tại vì bán để em đem con này qua cho em nha, em làm cái dãy chuồng mới nữa chứ gì, em cũng không có chỗ nhốt nữa, full hết trơn kiểu vậy anh thấy ha, full hết rồi. Chứ vậy có chuồng này trống mà bốn con đực nên em thà em mở cửa cho nó qua chung chứ nó ở hai con đó. Rồi cái này tách bầy ra thì phải tách ra luôn gì cho nó ăn uống cho khỏe mạnh vậy. Vậy nên tập ăn như vậy nè, chắc cá út nhỏ nhỏ với chú nhỏ nhỏ. Thì ai có nhà có cái hộ cá gì cái nắp cái bít 90 á, giờ cho mấy chục con này ăn vừa rồi, trắng đậu ăn nè. Bên đây nó cũng vậy luôn, giờ nó ăn rồi ngủ ăn này cũng được kiểu vậy. Thì ai hợp nhãn liên hệ em ha, em cảm ơn anh chị đã xem video nha.